Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Kết quả họp báo U20 Việt Nam gặp U20 Iran, huấn luyện viên Samad Mafavi nói một câu khiến cả châu Á bật cười. Thưa quý vị, ở vòng đấu thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh đến từ Tây Á nữa là U20 Iran. Đội bóng Tây Á này rất giàu thành tích tại giải U19 châu Á với 4 lần vô địch liên tiếp từ năm 1973 đến 1976. Dù vậy, họ không duy trì được thành tích này trong giai đoạn kế tiếp. Trong 10 giải đấu gần nhất, U20 Iran có 2 lần vào đến bán kết, 1 lần vào tứ kết và 7 lần bị loại ở vòng bảng. Tại vòng loại U20 châu Á vừa qua, U20 Iran toàn thắng trước U20 UAE, U20 Kyrgyzstan và U20 Brunei, ghi 11 bàn thắng và giữ sạch lưới. Huấn luyện viên trưởng Samad Mafavi đến từ Iran nói một câu khiến cả châu Á bật cười. Nhưng với bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ông cho đó không phải là lời nói xuông, mà ông lấy đó là cơ sở để cảnh báo cho các học trò của mình. Mọi sự chủ quan đều phải trả giá rất đắt. Vâng thưa quý vị và các bạn, trận đấu ngày mai, trận đấu sẽ quyết định tấm vé đi tiếp lọt vào tứ kết của U20 Việt Nam. Và dĩ nhiên điều đó là không hề dễ dàng một chút nào khi huấn luyện viên U20 Iran, ông Samad Mafavi phát biểu rằng Trận đấu trước với U20 Australia chỉ là tai nạn, mọi thứ đã dần vào ổn định và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. U20 Việt Nam đã may mắn khi thắng được U20 Qatar. Chúng tôi cần sóc lại tinh thần cho trận đấu sắp tới. Vẫn còn cơ hội ở phía trước, toàn đội phải tập trung. Những cầu thủ trẻ luôn nhận về những tâm lý thi đấu không được tốt ở những trận đấu đầu tiên và chúng tôi biết được điểm yếu đó và cùng sửa sai. Sẽ thắng đậm hơn để quyết lấy tấm vé đi tiếp bằng được. U20 Việt Nam trong trận đấu trước, chúng tôi đã theo dõi khi đội bóng này đã may mắn chỉ để thủng lưới một bàn. Chúng tôi đã nghiên cứu và sẽ đánh bại U20 Việt Nam bằng những phương án đã được thống nhất với nhau trong trận đấu này. Trận đấu vừa qua chúng tôi phải nhắc lại, đó chỉ là một tai nạn và chúng tôi cần hướng tới trận đấu thứ ba. Các cầu thủ cũng cần phải biết làm gì cho trận đấu tiếp theo. U20 Việt Nam dù có chơi theo phong cách của họ, nhưng chúng tôi đã cùng nhau mổ xẻ băng ghi hình của U20 Việt Nam với hai trận đấu gặp U20 Australia và U20 Qatar để nghiên cứu, phân tích và tìm ra những phương án tốt nhất khắc chế lối chơi đó. U20 Qatar đã lúng túng ở hiệp đấu thứ hai khi U20 Việt Nam có bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1. Bàn thắng dẫn trước đó là điểm khởi phát đi những kết quả có lợi cho U20 Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ không cho điều đó xảy ra vào tối mai mùng 7 tháng 3. Chúng tôi tôn trọng U20 Việt Nam, nhưng không vì thế mà chúng tôi đánh giá thấp những cố gắng của cầu thủ U20 Iran và chúng tôi sẽ chiến thắng. Vâng, huấn luyện viên U20 Iran ông Samad Mafavi đã vô cùng tự tin để chuẩn bị cho trận đấu này. Dường như mọi thứ, mọi lời cảnh báo về một U20 Việt Nam là một chú ngựa ô không được mang đến khi mà huấn luyện viên này coi đó là một đất nước vùng trũng của Đông Nam Á, vùng trũng của bóng đá châu Á. Chính vì thế U20 Iran đã sẵn sàng để tiếp tục trở lại đường đua, mang tấm vé tham dự World Cup về cho đội bóng đá nước mình. Ngay lập tức thì người hâm mộ bóng đá châu Á đã vô cùng bất ngờ và sốc, thậm chí còn bật cười với những phát ngôn của huấn luyện viên Samad Mafavi để nói về trận đấu này. Vâng, U20 Việt Nam đã chơi chắc chắn và khiến cho U20 Qatar lúng túng trong phần lớn thời gian của hiệp đấu cuối. Nhưng không phải là may mắn mà đó là một chiến thuật là một bản lĩnh và tinh thần ý chí chiến đấu cực kỳ sung sức của một đội bóng đến từ Đông Nam Á. Điều này không chỉ diễn ra ở một trận đấu mà trước đó bóng đá Việt Nam đã từng thể hiện rất rõ ở nhiều trận đấu khác nhau. Chính vì vậy mà lời phát ngôn của huấn luyện viên Iran lại càng cho người hâm mộ bóng đá châu Á có được những sự ngỡ ngàng và bật cười. Chỉ tính riêng những giải trẻ thì U20 Iran mới chỉ có thành công ở lứa như tiền đạo Selim Tumay, câu lạc bộ Fenerbahce SC của Thổ Nhĩ Kỳ tiền vệ Jadega Rostami, hai tiền đạo Amin Dostalin, câu lạc bộ MKS Pogon Jackdin của Ba Lan. Đây là những cầu thủ rất nổi bật trong hành trình của đội bóng này chuẩn bị cho giải đấu World Cup 2022 diễn ra vào năm ngoái. Nhìn vào màn trình diễn trước U20 Qatar mà U20 Iran mới phát ngôn như vậy thì hơi quá. Bóng đá trẻ đặc trưng ở chỗ là mỗi lứa cầu thủ lại có một mặt bằng trình độ riêng và điều đó là những điều chứng minh ở các đội bóng trẻ vẫn chưa thực sự tạo ra những nét tươi mới. Người hâm mộ bóng đá châu Á có lấy dẫn chứng trong trận đấu trước khi U20 Iran phần lớn thời gian đã lộ ra những điểm yếu của mình khi thi đấu với U20 Australia. Với đội hình non kinh nghiệm, U20 Iran đã bị dồn ép toàn diện để đối thủ dứt điểm tới 22 lần và phía khung thành của họ đã bị trao đảo rất nhiều lần như vậy. Trong đó có tới 14 pha dứt điểm trong vòng cấm địa. Chỉ số phòng ngự kém ấn tượng đã cho thấy rằng U-20 Iran dễ dàng để đối thủ tiếp cận cầu môn. Dù tấn công biên hay trung lộ thì những cặp trung vệ của họ vẫn chưa thực sự tạo ra được sự an toàn ở trong vị trí này. Đó chính là cơ sở mà phát ngôn của huấn luyện viên Samad Mafavi đã chia sẻ với giới truyền thông, khiến cho báo chí châu Á phải bật cười. Chúng ta không vì thế mà cảm thấy chủ quan. Đó là lời nhắc nhở của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau khi nhận được những thông tin từ phía đối thủ là U20 Iran. Mọi sự chủ quan đều phải trả giá, các đối thủ đều đến từ những nền bóng đá phát triển, chúng ta vẫn có thể bị loại nếu như chúng ta chủ quan. Dù biết trận đấu trước thì U20 Iran đã thua U20 Australia và đó cũng là cơ sở để chúng ta cần phải cẩn trọng hơn vì họ không còn đường rút lui, nếu như thua một trận đấu nữa thì có nghĩa là họ đã bị loại và điều này đẩy về cho U20 Việt Nam áp lực cực kỳ lớn trong trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cùng các trợ lý phân tích nghiên cứu rất kỹ U20 Iran trong trận đấu trước, chuẩn bị đầy đủ các phương án và phối hợp với các học trò của mình, nghiên cứu, đưa ra mổ băng để cùng nhau phân tích các cầu thủ. Và đặc biệt là không để tâm trí hưng phấn trong trận thi đấu trước khi chiến thắng U20 Qatar, làm sang trận đấu này, vì điều đó sẽ tạo ra những cạm bẫy, những hố sâu về sự chủ quan toàn đội cần phải tập trung với những phương án mà ban huấn luyện đề ra ngay từ đầu với những đấu pháp mà đã cùng họp với nhau để tìm ra điểm mạnh yếu của toàn đội. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc rất kỹ và toàn đội cũng đã sẵn sàng 100% cầu thủ đạt được thể trạng tốt nhất. Những cầu thủ bị đau ở trận đấu trước cũng đã báo tin vui. Đây là những điều mà huấn luyện viên trưởng ông Hoàng Anh Tuấn đã thông báo với giới truyền thông và là một niềm vui để chúng ta chuẩn bị cho trận đấu với U20 Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi nhận được những tình cảm ở nơi đây, khi mà những hình ảnh trên khán đài, những lời hô vang của những cổ động viên có mặt tại khán đài trên sân vận động Istiqlol, thành phố Fergana, Uzbekistan đã thực sự mang lại những cảm xúc lớn cho toàn đội. Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, đi đến đâu thì chúng ta cũng nhận được sự cổ vũ như vậy. Rất nhiều cổ động viên mà chúng tôi biết rằng họ đã bay từ Việt Nam sang đây để cổ vũ và đó sẽ là sức mạnh của toàn đội để cống hiến, để có thể phát huy hết những khả năng của cầu thủ. Và huấn luyện viên 55 tuổi này đã cúi đầu cảm ơn một cách sâu sắc với những tình cảm đó và hy vọng rằng trận đấu này sẽ có nhiều cổ động viên hơn nữa để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Vâng, đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với giới truyền thông và sự khiêm tốn để chuẩn bị cho trận đấu này. Ông biết rằng mình là đội bóng yếu nhất của bảng đấu. Đây là điều được đánh giá từ rất nhiều chuyên gia nhưng không vì thế mà chúng ta có thể nản chí để đối đầu với những đội bóng lớn. Chúng ta cần phải tự tin vì chúng ta đã làm được một lần, hai lần thì lần thứ ba chúng ta cũng có thể làm được. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lấy cơ sở về sự tự tin ở trận đấu trước, lấy ý chí, lấy sự kỷ luật của toàn đội để có thể hướng đến trận đấu tiếp theo. Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã khẳng định rằng tình trạng sức khỏe của toàn đội đã tốt, không vấn đề gì cả. Thể lực tốt là kết quả của quá trình tập luyện kỹ càng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.